Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam. Tàu khảo sát của Trung Quốc là Hai Giang DZ4, tức là tiếng Việt gọi là Hải Dương Địa Chất. Ngày hôm qua đã rời khỏi khu vực Bãi Tứ Chính ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và tiến về phía Bắc, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa. Dữ liệu từ Marine Traffic mà đài tiếng nói đài Á Châu Tự Do đã ghi nhận được cho thấy là hoạt động mới nhất của con tàu này sau khoảng một tháng rưỡi khảo sát khu vực này của Việt Nam. Dữ liệu cho thấy là tàu Hải Dương địa chất số 4 có hai đợt khảo sát. Đợt 1 từ ngày 6 tháng 3 cho đến ngày 2 tháng 4. Sau một ít ngày trở về đảo Hải Nam, từ ngày 6 tháng 4, tàu này lại trở lại tư chính và tiếp tục khảo sát từ đó cho đến nay. Theo dữ liệu từ Marine Traffic, con tàu này đã rời cảng Đông Quan, tức là Đông Hoàn, ở Quảng Đông vào ngày 28 tháng 2 và từ ngày 6 tháng 3 tiến xuống khu vực Bãi Tư Chính, nơi mà Việt Nam đang có dự án hợp tác thăm dò khai thác dầu khí với hãng Rosneft của Nga để tiến hành khảo sát liên tục từ đó cho đến nay. Hà Nội đã nhiều lần lên tiếng phản đối về việc các tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động ở trong vùng đặc quyền kinh tế của mình và gọi các hoạt động này là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Vào năm 2019, một cuộc biểu tình đã diễn ra ngay ở trước cổng đại sứ quán Trung Quốc ở tại Hà Nội, bởi vì tàu khảo sát hải dương địa chất số 8 của Trung Quốc đã hoạt động nhiều tháng ở trong vùng biển do Việt Nam kiểm soát. Thủ tướng của Cộng hòa Czech là ông Pierre Fila sẽ tới thăm chính thức Việt Nam vào ngày 20 cho tới ngày 24 tháng 4. Thủ tướng của Cộng hòa Czech cùng với một phái đoàn của các thương gia vào ngày 15 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du kéo dài 10 ngày tới các quốc gia như là Philippines, Indonesia, Singapore, Việt Nam, Kazakhstan và Uzbekistan. Ông Phila sẽ đi cùng với một phái đoàn các thương gia rồi các phòng thương mại, ngân hàng xuất cảng của Cộng hòa Czech và nhiều tổ chức khác để trợ giúp cho công các công ty của quốc gia này được đi sâu vào thị trường của các quốc gia nhỏ hơn. Thủ tướng Fiala sẽ gặp gỡ đại diện cao cấp của những các quốc gia nói trên. Theo nguồn tin vừa kể thì riêng tại Việt Nam, Thủ tướng của Cộng hòa Czech sẽ khai mạc diễn đàn thương gia giữa Cộng hòa Czech và Việt Nam. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh thì ông sẽ tham dự lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Skoda Auto và thành công Moto. Ngành tôm của Việt Nam mất 10.000 tỷ đồng vì kháng sinh. Hôm qua, Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản của Việt Nam, tức là VASEP, cho biết tôm là mặt hàng xuất cảng chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam. Hàng năm, kim ngạch xuất cảng tôm chiếm từ 40-45% đến 45 tổng kim ngạch xuất cảng của cả ngành thủy sản. Tuy nhiên, ngành tôm hiện nay đang bị giảm mạnh so với Ấn Độ và Ecuador ở tại thị trường chính đó là Hoa Kỳ và Liên Âu. Quý 1 của năm nay, xuất cảng tôm của Việt Nam chỉ đạt được có 600 triệu Mỹ Kim, giảm đến 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Văn Quang là tổng giám đốc của tập đoàn thủy sản Minh Phú, ngành tôm Việt Nam mỗi năm mất đến 10.000 tỷ đồng. Đó là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để kiểm soát kháng sinh từ vùng nuôi cho đến nhà máy chế biến. Ngoài ra còn phải có chi phí kiểm soát kháng sinh ở các nước nhập cảng mà doanh nghiệp phải gánh chịu và bị trừ vào trong giá bán. Điều này khiến cho cơ hội bán hàng bị giảm đáng kể do thời gian thông quan kéo dài vì phải chờ lấy mẫu và kết quả kiểm tra kháng sinh từ đó khả năng cạnh tranh của tôm bị giám sát. Ông Quang đề nghị chính phủ phải mạnh tay với kháng sinh, kiểm tra kháng sinh liên tục và thường xuyên ở vùng nuôi. Trường hợp phát hiện kháng sinh phải hủy ao tôm đó mới dẹp được thói quen dùng kháng sinh của người dân. Kiểm soát chặt chẽ và xử phạt thật mạnh tay với công ty và người bán thuốc cũng như là bán hóa chất cũng như chế phẩm vi sinh có trộn kháng sinh thậm chí rút giấy phép kinh doanh và xử phạt hình sự đối với những trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng. Vẫn tin liên quan tới Việt Nam, hãng hàng không Vietnam Airlines bị nghi là đã chậm công bố việc kiểm toán tài chính do bị thua lỗ. Ủy ban chứng khoán của chính phủ yêu cầu hãng hàng không Vietnam Airlines công bố bản báo cáo về tài chính đã kiểm toán cho cả năm 2022. Tin này được đưa ra sau khi hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin có thêm thời gian để hoàn tất và công khai vấn đề tài chính liên quan khác. Ngoài ra thì hồ sơ cũng nêu ra lập trường đó là việc giải thích của hãng hàng không Vietnam Airlines về việc trì hoãn việc công bố tin tức về tài chính của công ty này là không phù hợp với các trường hợp bất khả kháng như là thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do khác mà cơ quan quản lý có thể cho phép trì hoãn. Hãng hàng không Việt Nam đã xin lùi thời gian nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán của Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn cho tới ngày 29 tháng 3. Tuy nhiên, hãng hàng không này lại không đề cập tới kế hoạch là sẽ nộp vào thời điểm nào. Trong đơn xin được trì hoãn thì Vietnam Airlines giải thích rằng quy mô hoạt động lớn trên toàn cầu, bao gồm 27 đơn vị trực thuộc, có 9 chi nhánh trong nước và 18 chi nhánh tại nước ngoài, và 15 công ty chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực khác, cùng với những thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đó là những lý do mà cho là sự chậm trễ của công ty hàng không này. Vào tháng 2 năm ngoái, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Sài Gòn cũng đã đăng tải thông báo, cảnh báo rằng hãng hàng không Việt Nam Airlines về khả năng bị hủy bỏ niêm yết. Một diễn biến đáng lo ngại đối với một công ty vốn đã bị thua lỗ về tài chính đáng kể trong vài năm qua. Một lời cảnh báo tương tự cũng đã được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Vào năm 2020, công ty này đã lỗ gần 11.000 tỷ đồng, trong khi năm 2021, công ty này cũng bị lỗ tới 13.000 tỷ đồng. Báo cáo về tài chính hợp nhất nửa năm cho thấy những khó khăn về tài chính của hãng hàng không Vietnam Airlines vẫn đang tiếp diễn với khoản lỗ hơn 5.000 tỷ đồng. Đó là theo báo cáo của aviation.com. Hội thảo khai triển vận hành thí điểm khu cảnh quan của Thác Bản Dốc và Đức Thiên diễn ra vào ngày hôm qua do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cao Bằng tổ chức. Thác Bản Dốc nằm ở trên sông Quây Sơn và được chia ra làm hai phần, đó là thác chính và thác phụ. Thác Bản Dốc từng là một trong những điểm tranh cãi ở trong quá trình phân định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc hồi năm 2008. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cao Bằng là Hoàng Xuân Ánh, thì đây là hiệp định đầu tiên về hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa hai phía. Theo thỏa thuận giữa Hà Nội và Bắc Kinh, phần thác phụ thuộc vào chủ quyền của Việt Nam, còn phần thác chính thì do cả hai phía cùng khai thác. Phần thác chính được phân chia bằng cột mốc 53 cũ đã có từ cuối thế kỷ thứ 19 sau khi Pháp và nhà Thanh ký kết hiệp định phân chia biên giới. Cũng vào thời điểm đầu năm 2008, nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn ở Pháp trong một buổi trả lời phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do đã khẳng định rằng Việt Nam đã bị mất đến phân nửa của thác bản dốc mà trước đây vốn đã nằm sâu ở trong lãnh thổ của Việt Nam ít nhất là 2 km ngân hàng bán hàng loạt những chiếc xe sang trọng để thâu hồi nợ. Nhiều chiếc xe hơi sang trọng được các ngân hàng rao bán để thâu hồi nợ với giá thấp hơn thị trường. Nhiều mẫu xe hơi bình dân cũng được rao bán với giá chỉ từ 250 triệu đồng Việt Nam, tức là khoảng hơn 10.000 Mỹ Kim mà thôi. Ngân hàng VIB hiện nay là ngân hàng có số lượng xe hơi rao bán để thâu hồi nợ nhiều nhất trên thị trường, lên tới gần 150 chiếc, bao gồm nhiều mẫu xe sang trọng có giá tiền tỷ. Trong đó, ngân hàng này đang rao bán chiếc xe BMW 730i đời 2016 đã qua sử dụng với giá vào khoảng 91.000 Mỹ Kim. Đây là tài sản được hình thành từ vốn vay thế chấp để trả nợ cho ngân hàng. Đáng chú ý, trên thị trường thì những chiếc xe BMW 730i được xếp vào nhóm xe hạng sang của BMW và giá mua một chiếc đời mới năm 2023 hiện nay vào khoảng 187.000 Mỹ Kim. Trong khi những chiếc xe BMW 730i đời 2016 đã qua sử dụng cũng được rao bán trên các chợ xe cũ với giá vào khoảng 97.000 Mỹ Kim. Như vậy, giá khởi điểm ngân hàng này đưa ra cho loại xe sang trọng này đang rẻ hơn thị trường từ khoảng 6 cho tới 10%. Ngân hàng VIP hiện nay cũng đang rao bán hàng loạt những chiếc xe Mercedes-Benz hạng sang như là chiếc Mercedes C250 đời 2018, được ngân hàng này định giá thị trường là vào khoảng 72.000 Mỹ Kim, nhưng đang được bán ra với giá khởi điểm là 43.000 Mỹ Kim. Trà sữa hiện nay đang thấp thế trước cà phê trong khi các chuỗi cà phê liên tục mở rộng, thì số lượng các cửa hàng trà sữa lại giảm mạnh trong thời gian qua. Theo báo cáo của xu hướng cửa hàng bán lẻ hiện đại của Việt Nam, cụ thể từ năm 2019 đến 2023, số lượng cửa hàng cà phê đã tăng từ 816 lên đến là 1.657 cửa hàng. Trong khi đó, con số này ở thị trường trà sữa thì lại không có nhiều biến động, thậm chí còn giảm từ 446 xuống còn là 364 cửa hàng. Các quán trà sữa từng là trào lưu vài năm trước, nhưng giờ đây đã chứng lại khi các chuỗi cà phê lớn phát triển thực đơn phong phú hơn. Số lượng cửa hàng cà phê tăng lên nhanh chóng nhờ sự phát triển và mở rộng mạnh mẽ của cả hai thương hiệu đó là Highlands và Phúc Long. Highlands vẫn dẫn đầu về số lượng với 609 cửa hàng, theo sau là Trung Nguyên với 411 cửa hàng và The Coffee House với 152 cửa hàng. Số lượng cửa hàng cà phê tăng nhanh nhất vào giai đoạn 2021 đến 2022, khi có đến 418 cửa hàng mới tham gia vào thị trường. Trong khi đó thì số lượng cửa hàng trà sữa lại giảm mạnh nhất trong giai đoạn từ 2022 cho đến 2023 với 93 cửa hàng bị đóng cửa. Những thương hiệu sở hữu nhiều chi nhánh nhất bao gồm có Boba Pop, Tiger Sugar, Gống Cha hay là Koi Tea. Ông Hoàng Tùng, chuyên gia về F&B từng nhận định với Zing rằng cơn sốt trà sữa đã có tín hiệu chững lại trong 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, sự chững lại này cũng gần như là trùng với đợt dịch COVID-19 khi cả ngành F&B gặp rất nhiều khó khăn. Ông cho rằng trà sữa đã qua cơn sốt, nhưng cũng đã trở thành một phần thói quen chọn đồ uống của người Việt. Vì vậy, tiềm năng của thị trường này vẫn còn rất lớn. Theo báo cáo của Momentum Works và Gulup, người tiêu dùng Đông Nam Á chi ra khoảng chừng 3.66 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho trà sữa chân châu. Đáng chú ý, Việt Nam đứng ở vị trí thứ ba với doanh thu ước tính là khoảng 362 triệu Mỹ Kim. Một câu chuyện liên quan tới việc rửa xe hơi tại Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 4, mạng xã hội Facebook cho đăng tải một câu chuyện là một người đưa xe hơi đến tiệm rửa xe và bán các đồ phụ tùng trên đường Nguyễn Du ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Việt Nam để rửa xe thế nhưng cho tới tối các nhân viên vẫn chưa rửa xong chiếc xe này nên chủ xe vẫn chưa thể lấy xe về nhà sáng hôm sau chủ xe tới lấy xe thì phát hiện chiếc xe bị mất khi kiểm tra camera cho thấy hình ảnh các nhân viên của tiệm rửa xe này đã lái chiếc xe đi đặc biệt là sau một thời gian tìm kiếm thì chủ xe đã phát hiện ra chiếc xe của mình tại một bãi rác với tình trạng xe bị nổ lốp xe và bị móp méo chung quanh người đưa tin trên mạng xã hội cũng cho biết thêm là người lấy xe đã bỏ trốn, còn chủ tiệm xe thì nói rằng để bắt được người trộm mới đền tiền. Đăng kèm tin tức này là hình ảnh của một chiếc xe hơi nằm ngoài bãi rác bị hư hỏng nhiều bộ phận và hình ảnh của tiệm rửa xe ở địa chỉ nói trên. Sau khi được đăng tải thì sự việc này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng những người coi mạng internet nhiều người bày tỏ sự bất bình trước cách làm việc của chủ tiệm rửa xe. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên nhiều nông dân ở Đồng Nai phấn khởi vì các loại trái cây rất dễ đậu trái, đặc biệt là sầu riêng và trôm trôm. Tuy nhiên, đối với bà con nông dân ở địa bàn huyện Long Thành của Đồng Nai thì lại đang ngậm ngùi vì họ phải đối mặt với mất mùa. Nguyên nhân không phải là do thiên tai hay dịch bệnh mà là do cây trồng bị ảnh hưởng từ bụi đỏ ở công trường thi công phi trường Long Thành. Theo một số nông dân ở Bình Sơn, từ cuối tháng 2 của năm nay cho đến nay thì các loại cây trồng như là trôm trôm, sầu riêng bắt đầu đơm hoa kết trái. Thời điểm đó cũng đúng là lúc bụi đỏ công trường thi công phi trường Long Thành phát tán mạnh ra các vùng trồng cây ăn trái và các cư dân các khu dân cư lân cận. Bụi đỏ bám chặt vào lá trong khi thời tiết nắng nóng đã khiến cho cây trồng không thể quang hợp, thiếu dinh dưỡng, teo hoa, suy trái và rụng dần. Và đó là phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương.